Nhân 10 thôi, nhân 10 thôi. Mèo không gian. Ồ. Cái gì hả? Cái này là gì vậy? Sofa hả? Trời ơi, cái sofa là cái ghế hả? What the hell man? Cái gì vậy trời? Ủa, alo? Ba cái luôn hả? Đừng nói ra cái thứ tư nha. Ồ, đổi rồi, cái này là cái gì vậy ta? Cái này là gì vậy ta? Bể mèo không gian. Bể mèo không gian là khu trưng bày cá hả? Lũ cá bị lũ cá bị bắt cóc ở đây. Trời ơi, vậy là bỏ cá vào đây luôn hả? Nó hồ to nha mọi người. Wow. Ồ, hai cái hồ luôn. Được cái nhà VIP luôn nè. Đèn neon. Đèn neon. Đèn neon. Cái gì đây? À nhau mọi người nha. Xin chào mọi người, thì mình là Toàn Yolo đây. Thì hôm nay là có bản cập nhật mới đó mọi người. Cập nhật này khá là xịn luôn, khá là ok luôn mọi người. Mình đánh giá cái bản cập nhật là 10 điểm nha mọi người. Mười đá. Thì sau đây mình sẽ vô chi tiết cái bản cập nhật này cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên á, thì mới vô mình có bảng điểm danh mọi người. Bảng điểm danh ngày đầu tiên mình được 1.500 thì sao nè. Ở đây có đồ nội thất hoa anh đào nè mọi người. Ở cái bảng này á mọi người, thì mình đợt này á là mình không có làm được đâu mọi người ơi. Tại vì cái chỗ mà cái phần thưởng lịch quà tặng á, ngày 1 tháng 4 á bắt đầu nó mới mở ra cái để cho mình nhận á, thành ra là hôm nay là mình chưa làm được đâu. Cho nên ở video này á mình sẽ không hướng dẫn bạn làm ở cái bảng này nha mọi người á. Mình đi vô cái khác nha. Rồi mới vô nó giới thiệu cho mình cái gói bốc thăm chủ đề này mọi người. Cái gói này trong này nó 79.000 nhưng mà ra trong bên Zalo Pay á là có 50 mấy ngàn thôi. Nếu mà các bạn nào có kinh phí á, thì các bạn mình nghĩ là nên nạp cái gói này nha. Tại vì sao nạp cái này để mình dùng để mình mở cái hộp mới mọi người, cái hộp nhận được ba lô phản lực á. Cái đó nó hộp rất là ngon luôn. Để các bạn nếu mà có kinh phí thì bạn cứ nạp nha. Còn bạn nào không có kinh phí thì mình mở free nha mọi người. Rồi bây giờ mình nhìn sơ qua về cái cửa hàng nha mọi người. Cửa hàng bây giờ đang có bộ đồ hoa anh đào, đầu nam đầu nữ nè mọi người. Cái này thì mình thấy nói với mình thì nó không có đẹp lắm, nó nhìn nó sao sao á. Cái bộ này nó cũng y chang như luôn. Thật ra là mình không mua nha. Còn nếu bạn nào thấy nó đẹp thì cứ mua nha mọi người. Rồi tiếp theo là gói thú cưng cáo mọi người. Gói thú cưng này thì 49.000, thì được cái trứng với lại 20 kim cương, thì là combo là các bạn mở ra được một cái con cáo luôn đó. Thì nếu mua được thì cứ mua nha, nhưng mà mình không mua tại vì mình có kim cương nhiều rồi. Ok, thì gói xe mua trần thể thao nó mở bán lại nha mọi người. Thì cái này một số bạn, hình như là không phải là một số bạn đâu, có rất nhiều bạn muốn mua á, thành ra giờ nó bán lại rồi, bây giờ mình tranh thủ mình mua nha. Chỗ cái bốc thăm chủ đề á thì nó mở cái hộp vượt ngục với hộp ngũ cá ra luôn nè, đặc biệt là cái hộp bốc thăm mèo không gian mọi người. Cái này là bộ đồ nó nhìn nó xịn sò cực kỳ luôn ha, mà cái ba lô phản lực nó còn xịn hơn nữa, ghê luôn á, hơi bị đỉnh luôn á. Cái này mình nghĩ là sẽ hot trong ngày hôm nay á mọi người. Đây là một trong những lý do tại sao mình cho bản cập nhật này 10 điểm nha mọi người. Mọi người thấy không, ở đây là cái biểu tượng cảm xúc của mình khi mà đang chạy trong cái rồ file, trong cái hồ sơ của mình đó. Nó hay mọi người, nó rất là hay luôn, nó sẽ dễ tương tác, sẽ hay hơn. Hay đấy chứ, xứng đáng là 10 điểm cho bản cập nhật này nha. Nói cái này thông là mình thấy là 10 điểm rồi đó. Tiếp theo á, là mình sẽ đến chỗ bán trứng, mua trứng test thử cho bạn xem nha. Thì trứng thì nó bán kế bên cái ở Plaza, kế bên cái ông bán hộp bốc thăm đó mọi người. Thì mọi người lại đây nha. Hộp một cái trứng là 50 kim cương. Thì mình nghĩ giá này cũng được á, mọi người tranh thủ mua rồi. Cái này nó trứng này nó có thời hạn nha, nó không có bán luôn đâu, nó sẽ có thời hạn trong sự kiện này thôi. Bây giờ mình sẽ mua đâu đó tầm khoảng 4 trứng đi, 4 trứng rồi giờ mở cho mọi người xem nha. Giờ thì ta vô nhà đáp thôi, chờ cái gì nữa. Mong là ra được cáo hiếm nha mọi người. Mà thật ra thì cáo nào cũng được. Mình nghĩ bốn con nó con nào nó cũng khá là xinh xắn, khá là dễ thương mọi người. Nên ra con nào cũng được hết. Nhưng mà tốt nhất thì ra bốn con khác nhau thì cũng ok, hoặc là còn bốn con trùng nhau nha. Rồi để mình nắp thử nha. Đây mình có một cái túi thức ăn lớn mọi người. À, mình đã có 11 cái sữa rồi, 11 cái sữa thì cũng chắc nó lên được một cấp á. Con đầu tiên là con cáo màu cát mọi người ơi. Cáo màu cát cũng ok đó chứ. Ok, con nào cũng ok hết. Tôi sẽ mở con tiếp theo nha. Cáo trắng. Trời ơi, không không được, không lẽ không được cáo tím hả ta? Trời ơi.
Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Cái gì vậy? Vì mà làm phép cho cố vô cái bà này, tình để bà làm phép cho cố vô ra con tàu lao bà chạy kìa. Ủa cái này không phải là chích đu hoa anh đào mọi người. Ủa? Hả? Vậy là mình có luôn nè mọi người, mình có cái chích đu luôn nè. Ồ, trời ơi, tự nhiên tính ra là nhà mình có mà mình không biết luôn á ta. Dữ vậy sao? Được á, cái này mở tiệc để buôn bán cái vụ mà chích đu ngồi được á. Nhưng mà cái này phải mở thêm mà sắp quá người ta ngồi cũng được. Mà cái này lấy từ đâu ta? Cái này hình như có mỗi người nhà con cái hay sao á. Để mình vô shop, mình vô cửa hàng coi có không mọi người. Cái chích đu hả? Cái bậy rồi đâu phải này. Cái chích đu nó nằm ở đâu mọi người? Cái đó là chỉ chỗ nào nhận trong sự kiện đợt trước thôi hả? Chứ đâu có mua được đúng không? Cái này chích đu này có mua được không mọi người ơi? Mọi người có mua được thì để lại comment bên dưới chỉ mình nha mọi người ơi. Hiện tại là mình không biết kiếm như thế nào rồi mọi người. Hồi thì mình tưởng là nó mua được hay sao á, nhưng mà giờ mình kiếm không ra rồi nè. Ok mọi người, thì ở đây là cái phần mình nghĩ là cái phần này là cái phần gọi là mọi người cái háo hức nhất, mọi người mong chờ nhất rồi mọi người ơi. Thì mình thấy hình như đa số ai cũng đang nhắm vào cái vụ cái mở hộp đó mọi người. Bây giờ mình mở thử nhân phẩm mình con cho mọi người xem nha. Ở đây là hoàn thưởng đăng nhập rồi mọi người. Để coi được bao nhiêu kim cương đây. 8 kim cương thôi mọi người ơi. Cái này là cái gì vậy ta? Soda anh đào hả? Ok ok. Rồi mình xem mở thử cái hộp mới nha mọi người. Hộp mới nó có chiếc máy bay khá là ok luôn mọi người. Đây nè mọi người xem nè. Nhìn thôi là thấy ngầu rồi, nhưng mà có thêm cái ba lô phản lực nè mọi người ơi, xịn lắm luôn á. Bây giờ mình mở thử nhau cho mọi người xem nha. Nhân 10 thôi, nhân 10 thôi. Mèo không gian. Ồ. Cái gì hả? Cái này là cái gì hả? Sofa hả? Trời ơi, cái sofa là cái ghế hả? What the hell man? Cái gì vậy trời? Ủa alo, ba cái luôn hả? Đừng nói ra cái thứ tư nha. Ồ đổi rồi, cái này là cái gì vậy ta? Cái này là gì vậy ta? Bể mèo không gian. Bể mèo không gian là khu trưng bày cá hả? Lũ cá bị bắt cóc ở đây. Trời ơi, vậy là bỏ cá ở đây luôn hả? Nó thồ toi mọi người. Wow. Ồ, hai cái hồ luôn. Được cái nhà VIP luôn nè. Đèn neon. Cái gì đây? Bong bóng hả? What the bong bóng. Trời ơi sao gì hình nó trùng nhau khá là nhiều luôn mọi người. Nó trùng nhau khá là nhiều luôn. Có 1, 2, 3 4 món thôi mà nó mở ra chung có 10 món. Trời ơi là trời. Ôi ra không ra một đồ hay là cái áo cái quần chứ hả trời. Có kính thiên văn nữa nè. Ôi đèn vũ trụ. Mình mở cho mọi người, mở ra kiếm ba lô phản lực nha mọi người ơi. Phải kiếm mới được. Lên con ơi. Sao là đèn neon vậy bà? Cái gì vậy? Ghế đẩu hành tinh. Ghế đẩu hành tinh hả? Mình nghĩ này nha, chắc là nó khó ra luôn rồi. Mà để coi nhân phẩm mình hôm nay mình tới đâu nha. Cái đảo hành tinh. Trời ơi, bây giờ không cho ra cái ba lô phản lực thì ra cho cái bộ đồ đi. Cho cái bộ đồ đi bà. Trời ơi, lại là hồ cá hả? Bể mèo, hồ cá. Rồi mình mở X10 thử mọi người. Cái này nó hot quá hot rồi. Mình không thể nào mà mình bỏ qua được mọi người. Mình mở X10 lại một lần nữa nha. Rồi ba lô phản lực đi, ba lô phản lực đi. Trời ơi gì vậy trời, ba lô phản lực đi. Đừng cho ghế nữa. What the hell. Lại là bong bóng. Rồi xong luôn rồi mọi người, xong luôn rồi mọi người ơi. Kính thiên văn. What?
Cầu gương ngôi sao. Ô, ok ok, được cái bộ đồ, được bộ đồ không gian, mày không gian, được đấy, được đấy, được đấy. À, để mình mặc vô mọi người, để khoan, từ từ. Cái này một ngày được hai lần trên một ngày hả? Ồ, vậy bởi vì mọi người đợi mình xíu nha, mình lấy thêm một cái năm vé nữa cho nó rẻ nha mọi người. Hiện tại kim cương mình nó sắp hết rồi. Đây, mình mới thêm một cái gấu nữa mọi người. 25 kim cương với lại 5 cái cobalt nè. Bạn nào đã dành cái cobalt là ok đấy. Mở luôn nha. Cái này nó hấp dẫn thiệt sự luôn á. Trời ơi, gì vậy trời, bây giờ không cho cái ba lô phân lực thì cho cái mũ đi. Ôi, sofa hoài luôn. Mất tờ heo. Hoài gì? Wow. Đang cũng đúng. Tại vì nó có đâu mà chú có ngủ vậy cái em. Ờ không, hãy ra đi, tao sẽ hỏi vậy. Kìa. Đó. Lại là bong bóng hả? Oh my god, Nid. Ok mọi người, thì hôm nay mình khô máu với mọi người luôn. Rồi mình mở một cái nữa nha. Mình mở một cái nữa luôn. Bây giờ một cái nữa thì mình đổi nhân phẩm đi. Mình đi sang một cái khu vực khác để cho nó nhân phẩm nó lên. Rồi mình qua bên đây, Wow. Đỉnh thật sự luôn. Rồi mình mở hết 10 cái nữa cho mọi người ơi. Thì mọi người hãy ấn nút like, hãy ấn nút ký đi mọi người, để giúp mình nhận được cái ba lô phản lực cho mọi người ơi. Như là mình ra được á, mình sẽ cho biết các bạn nha. Wow. Mà làm. Ok rồi, nút like của bạn đó. Đã like rồi đúng không? Like rồi chắc là hiệu liền, chắc là hiệu nghiệm nè. Là like chưa mấy ông ơi, mấy ông like chưa? Like đi. Like nó mới ra được, không like là nó không ra đâu. Ồ, lại cái áo nữa. Ủa, mình cần một cái áo thôi à. Thôi bây giờ đổi cái áo thành cái mũ được không? Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha. Được không vậy, được không? Đổi tất cả cái đồ còn lại. Đổi tất cả cái đồ hồi nãy rồi đổi thành cái mũ được không vậy? Ok à. Ok á. Nó cho ra ghế sofa bị nhiều đúng mọi người. Hình như là mọi người chưa ấn nút like đúng không? Chưa ấn nút like, hàng chi nó không ra nè mọi người. Trời ơi, hàng này sớm nhà mình hơi bị khô máu với nó luôn á. Bây giờ thì mình sẽ mở một cái đó mọi người ơi. Thì mọi người hãy ấn nút like mạnh cho mình nha. Ấn nút like để mình ra được cái ba lô mèo cho mọi người ơi. Ra được cái ba lô phản lực mèo nè. Mọi người hãy ấn nút like nha. Ấn nút like để giúp mình có động lực để mình ra ba lô đi mọi người. Go. Rồi ra cái địch. Rồi xong rồi mọi người. Thôi xong rồi mọi người ơi. Không mở nữa nha. Rồi để làm sao mình mở tiếp cho các bạn xem nha. Trời ơi, trong công binh làm lại đẹp lắm luôn mọi người ơi. Trời ơi, đỉnh như gì sao. Nhìn nó có thực sự là nó hoành tráng thật sự luôn mọi người. Trời ơi, nhìn đẹp dữ đi cha. Ui là trời. Rồi, cái này là cái gì vậy? Xin chào, tôi là Minister. Cái gì đó, tôi sẽ cùng bạn tiến hành chiến dịch này. Chiến dịch này là chiến dịch gì vậy bà? Tôi là Ro là giống như trong phim siêu anh hùng á hả? Ồ, trồng cây nè. Ủa? Cái này là nó bán gì mọi người? Cái này là nó bán cái gì vậy? Ủa là sao ta? Chưa hiểu luôn á. Rồi cái đó để tìm hiểu sau nha. Trời ơi. Tại cái khu lửa trại bên này nó biến hoàn toàn thành một cái khác rồi mọi người. Đỉnh dữ đi trời. Nhưng mà cánh hoa anh đào nhặt ở đâu mọi người? Rồi mình thấy rồi mọi người. Cái này cánh hoa anh đào này nó không có nhặt. Mà cái này mình bắt nha mọi người. Cánh hoa anh đào mình bắt nha. Bắt bằng quạt nè mọi người.
giống như sự kiện lá phong mọi người, giống sự kiện lá phong nha. Mình bắt lá phong mình mở ra ngẫu nhiên cái số lá đó. Ok ok, cái này là có hoa nha. Cũng ok đấy, cũng ok đấy chứ. Rồi thì mình thấy các bạn mở ra cái ba lô phản lực hơi bị nhiều mọi người. Bây giờ mình quyết định mình mở thêm một cái nữa trong clip này nha. Mở thêm một cái nữa. Có nên mở không ta, có nên mở không ta. Mở thì cái giấc mơ roi của mình nó hơi bị xa đi với mọi người. Mà nhìn nó xịn thật sự luôn á. Còn mình mở một cái nữa thôi nha, thề luôn á. Gái mà có cái mặt đấy đi. Thả mẹ không nhé. What? Không có bọc đúng không? Tôi nhạc dạy là tôi nhạc là không xem đâu. Bây giờ tạo cho mình chút. Wow. Ok á. Cái gì vậy trời? Sao mà cái áo hoài vậy bà? Áo là cái việc tỷ lệ cái áo là bao nhiêu á? Để mình coi lại cái thông tin của mọi người. Ba lô phản lực 1%, bộ đồ 3%, mũ 3%, mà nó không ra mà nó gắn kia xong người ta. What the fuck man? Man cứ ổn gì man? Man ơi man, man ổn không vậy? Hồi sớm giờ mình mở 4-5 lần rồi mọi người. Mình từ 8k8 kim cương mình xuống giờ 7k. 7k là tốn 1.800-2.000 kim cương rồi đó. Thôi mọi người, mình không mở nó đâu. Mình không mở ở đâu thật sự luôn á, không mở nữa. Ok mọi người, thì cái phần cuối cùng mà mình quan tâm trong bản cập nhật lần này á là cái phần quà tặng á mọi người, cái phần trong thư á. Thì phần trong thư thì thỏ vàng nó gom lên 16 thỏ vàng thì nói chung là mình thấy chỗ này cũng ok lắm đâu. Tại vì muốn tặng người khác á thì phải tốn tặng 20 thỏ vàng cơ, hơi bị nặng á. Còn cái bộ đồ này nhìn cũng được thôi chứ không có, mình thấy nó cũng không đẹp lắm. Còn quan trọng là cái này là cái gì ta? Hoa tai đeo hoa đeo tai á là cái gì mọi người? Các bạn nào có thể tặng cho mình một cái để mình coi thử nha mọi người. Còn cái lộ cái vụ mà bộ đồ bò này nè, mình không cái này á nó có bán trong shop luôn các bạn, không cần phải chéo đâu mọi người. Chéo thì nó sẽ tốn một cái chi phí là khoảng 2 thỏi vàng một lần á, thành ra là mình khỏi cần chéo nha. Trong này nó có bán luôn mọi người. Trong cửa hàng trang phục nó có bán luôn nè. Đấy. Cái này mình tự mua vẫn được nha, không cần phải chéo đâu. Rồi thì trước khi kết thúc clip này á thì mình xin mở một lần nữa nha mọi người. Tại vì mình mê cái ba lô phản lực quá mê rồi, bây giờ mình xin mở một lần nữa. Hứa luôn một lần cuối cùng á. Không ra thì thôi luôn chứ tôi sợ không luôn á. Rồi mở một lần luôn nha mọi người. U là trời mọi người ơi, mình mở lần thứ này thứ mấy rồi mà vẫn không ra mọi người. Ồ, ở đây ếch cũng khá là nhiều mọi người. Ok mọi người, thì để mình mở cái mấy cái đó ở clip sau nha mọi người ơi. Rồi thì clip mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Thì cũng mình đã khám phá hết cái sự kiện mới cho bạn xem rồi đó. Bạn nào có gì thắc mắc mà không hiểu á thì các bạn cứ hỏi mình nha, mình trả lời cho các bạn nha. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi mọi người thấy video này hay, hữu ích thì mọi người để lại cho mình một like, mọi người đăng ký nha, để động lực cho mình làm video tiếp theo nha mọi người nha. Thì cũng như các bạn đăng ký, hãy đăng ký kênh cho thành viên của team, bao team mình nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau, bye bye.